Hôm qua đội đã được lực 10 giây vào phát bắt cuối của logo luôn. Con lấy giấy đi. Phạt Ken là sẽ là tương ớt để ăn tương cà để bố mẹ sẽ ăn tương ớt nhá. Ken con cầm đi. Rất đông nhá, tìm được một chỗ ghế ngồi cũng rất là khó khăn. Là lần chơi thật với chị nào anh chị nào đăng ký cho em chơi thật luôn. Anh phải kiểm tra cho em được. Đó quá. Quay, để mày quay giấy. Đấy. Đấy là nó đấy. Chờ nó đấy, cái lá anh muốn đi không? Đây, cầm đấy. Cái lá trước mặt anh kìa. Cái lá đấy. Không phải. Thanh nè đấy, để chính xác đó đấy. Thấy sao? Đây là con nhá, cái lá trong này ngon. Khó mà gọi bao nhiêu người bán quà đấy mà. Mua gà cánh gà. Mình lấy thẳng chị ơi. Sao? Không ra thì mình cứ là chị hơn chị ạ. Bé này bé đặc biệt của em ạ. Đấy. Em cứ rồi đúng không? Vào chơi luôn nhá. Anh vừa thử rồi đúng không? Chị ơi cho thằng. Chị chưa chưa không phải chị chưa trong học trường này, ok ạ. À? Đây nhé, phần thưởng cho chị nhé. Đào tay đi nữa này. Rất đông các bạn. Chưa là chưa 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 chưa. Đến với kênh Ken Ken TV Quang Thanh nhá. Hôm nay gia đình bạn Ken sẽ đi khám phá trung tâm thương mại mới A1 ở dưới Hà Đông nhá. Đây là cuối tuần nhá, rất là đông luôn, bãi để xe có hai bãi to rộng mà vẫn đông, vẫn chật. Rồi, theo chân bên trong rồi đây các bạn ạ. Đây là khu mua sắm quần áo thời trang. Rất là đông. Cửa hàng nào thấy sale, sale vào hết. Nó mới khai trương mà, nó còn chương trình.
Con gì đây con? Đây là con gì? Con cà lo em đấy. Con tuần lộc. Mày quay chưa? Ok. Và bây giờ bắt đầu. Đứng cho đi, đứng cho đi. Bắt cả nhiều người quay đây, bắt thực chất và vũ thực chất luôn thôi. Vũ chất được ngay nhé, vũ chất được ngay được thôi. Bắt được cái nào hay cái đấy nhé, đừng ham, đừng ham. Đào 10 trên dưới, 10 trên dưới ạ. 5 4 3 2 1 Thế giờ. Ok, bày ra đây. Ê, bị ngang nhé. Nào, dưa, có dưa. Vân thưởng này, vân thưởng thành quả của bố bạn con Thanh này. Chơi
trò chơi là nhặt, mình nhặt đủ 4 quả mình sẽ được một bình nước được tặng, còn nếu mà không mình sẽ chơi được 3 bình. Ai may mắn được 3 bình đây là một mức chuẩn quá. Chuẩn quá như này nhá. Đây của con đây. Vui chơi quá thưởng. Mình ăn xong mình vận động một chút nhé. Một buổi chiều đi khám phá nhá, chẳng một chiều đã ăn uống nghỉ chơi vui chơi và khu vui chơi của bạn Phương Anh nữa, thì bây giờ đã là chiều muộn rồi, tối rồi, thì nhà bạn sẽ đi về nhá. Xin chào các bạn nhá, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Mẹ bye bye đi con.